các bạn. Cách ngay chưa lâu và có thể ngay cả bây giờ, người Việt nhớ tới nước Nga, nói tới những bài hát của nước Nga là nhớ tới sự bình yên, tin cậy, là nói tới những bài hát ngọt ngào không có chiến tranh. Anh ngồi hát cùng cây đàn guitar, bài hát Nga và giọng hát Nga. Bài hát không nói về chiến tranh, cô gái Kavkaz đang đi gánh nước, cánh rừng Azerbaijan đang mùa biếc lá, mặt trời treo trên đỉnh Kremlin. Những bài hát Nga từng ngự trị và có giá trị cao trào trong tâm hồn người Việt, là sức mạnh vật chất cho những chàng trai, cô gái Việt trong những ngày khó khăn binh lửa. Cảm ơn em đã hát bài ca ấy, bài hát lọng trầm từng neo giữ hồn tôi những năm thiếu ăn, những ngày máu chảy. Cái bài ca đêm ấy rét những người, tôi đã chạy như điên lên hầm đài đội, bởi vì rừng Lào chợt vang lên bài ca ấy, chiều thanh vắng là đây. Thế nhưng những cảm giác đẹp ấy dường như đã mất đi, đang mất đi. Nhiều người Việt không nói ra, không tiện nói ra, nhưng dường như ai cũng tiếc nuối, ai cũng thầm khóc cho những gì đang có nơi cách mình cả ngàn ngàn cây số. Và có lẽ những người tiếc nuối nhiều hơn là các nhà thơ, những nhà thơ từng đến nước Nga, những nhà thơ chỉ biết nước Nga qua các tình khúc. Có lẽ thế, bởi có lẽ họ là những người dễ bị tổn thương hơn. Xin mời các bạn nghe bài thơ Nghe tình khúc Nga rồi khóc thầm của nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh. Tình khúc đôi bờ vẫn thế chảy ra, nhưng giọt lệ không như xưa nữa ứa vào. Gặp nhau hóa tuyết trắng run một chiều tím nát, đại bác lại bắn vào những bài ca. Đôi bờ sông Neva, tượng Nguyễn Soái đứng bên tượng nhà thơ, một người chiếm giữ vạn thành trì bằng thanh gươm, một người chiếm giữ triệu trái tim bằng ngòi bút. Tượng nhà thơ nhìn bao thế kỷ tan dưới chân mình, hoa hồng thơm đá xám, nến nguyện cầu long lanh. Tình khúc đàn xếu bật khóc, lệ giọt nồng bỗng thành đắng chát. Ngàn tiếng chuông vỡ dần trong ngực, cỗ xe tam mã gãy trục, nỗi buồn rơi dập nát bên đường. Những giai điệu cháy lên thành khói, ôm thêm vạn cánh xếu về đâu. Máu đầm đìa dây đàn, bài hát chiều bông hồng, nhìn trẻ con đau rồi khóc. Hát thế nào về môi sinh tiếp tục bị xé nát. Tuyết càng trắng, máu càng đỏ thắm, yêu càng nhiều, đau càng sâu. Tiếng kêu tột cùng không nghe thấy được đâu. Ngắm thời đại qua những khúc ca đang cháy, có nỗi niềm đang vỡ thật sâu. Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh được sự đồng cảm và chia sẻ nhiều trên các trang mạng Facebook. Nhà thơ Nguyễn Ánh Tuyết nói về nỗi đau mà mình đang trải. Nỗi đau cho những gì tốt đẹp của một dân tộc từng là niềm kiêu hãnh với cả thế giới. Nỗi đau của những người bị làm thương tổn thần tượng. Nỗi đau của tình yêu. Nhà thơ Tô Hằng Thanh như chưa thật tin vào những gì đang xảy ra, đang biết. Không ai có thể ngờ sự tan nát lại xảy ra ở nước Nga vĩ đại, thật
tiếc. Nhà thơ Nguyên Bình trải tấm lòng vùn vỡ của mình với bài thơ và với những gì đang cháy. Bài thơ như âm thanh vùn vỡ, xé lòng vì niềm tin bỗng cháy rụi. Nhà thơ Đỗ Bạch Mai bộc bạch nỗi lòng một thời để nói điều tan nát đang có. Chúng ta đã say đắm những ca khúc này suốt một thời tuổi trẻ. Bạn ơi đi với tôi lên đỉnh núi khi trời chiều, đỉnh ngọn của Lê Ninh lòng chan chứa tình yêu. Bạn ơi tỏa nắng sang đỉnh Moscow đẹp như trời, từ trên đỉnh núi cao nhìn tận đến chân trời. Từ bao nhà mái khói loang ngập trời như áng mây chiều, đẹp xinh rực rỡ ngôi sao đỉnh tháp Kremlin. Tỏa ánh huy hoàng ngôi sao rực rỡ bao niềm tin. Bạn ơi Moscow thành phố hòa bình, I love you, 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 I love Zayat Nasra, Zetru, Mera, Vokti, Inati, Kremlon, Rasveta, Sineva, Nazesna, Mi, Raser, Sepsa, Irasi, Matva, Sirisa, Maya, Matva.